Đây nha các bạn. Ây da, trời ơi, trời, ây da. Ây da, ây da, nó mổ các bạn ơi. Đây là mấy con chích của bạn Đạt nuôi nha các bạn. Đó, hôm bữa mình với bạn Đạt thì bắt nhỏ xíu à, bữa nay bạn kia luôn nè. Không. Ghê. Đừng mổ tụi nó đi. Nó mổ dữ lắm nha các bạn. Nè, đó đó đó, nè 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 nè. Đó đó nó nổ mổ mớp cái sắt luôn á không? Mớp cái nóc của mình luôn. Đó. Đây, đây là vườn sen của nhà bạn Đạt nè. Bây giờ cũng 8-9 giờ các bạn. Hồi tối bạn Đạt ngủ bên mình, sáng nay đi săn. Mình cho bạn Đạt đi săn. Bữa nay mình qua bên khu vực bạn Đạt đi kiếm hàng khủng bắn nha các bạn. Bây giờ mấy cái vườn dạt với cái cọng cọc đồ. Mấy cái hầm rồi đó các bạn. Nè, vẫn là mẫu nó F1 của mình nữa nha. Ấy, ấy, trời, 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 trời. Xem cắm đầu à. Đây các bạn. Khổ dây là 13, 19, 135 nha. Ok, giờ mình với bạn Đạt đi thôi các bạn ơi. Mời các bạn theo dõi hành trình của mình với bạn Đạt nha. Đang chạy vô cái đường dài điểm dạt nha các bạn, mà lâu quá không có vô cái đó. Phải không? Không biết phải không? Chắc là nó gì đó. Nó đó, nó đó. Còn. Viên này bới cái đầu. Xong. Xong. Té đó, té đó một, té đó. Đứng nhìn. Ơi, ơi. Vô vô cái mình rồi, vô cái mình rồi. Nó bay đó. Kìa. Trúng đạn rồi. Thấy đạn vô mình mà, vô đạn vô mình. Chưa gì mà không té trời. Mềm bẹp nè các bạn. Quá phức rồi các bạn ơi. Cái đầu à. Quay cái lưng. Thấy không nè. Đó. Bẹp cóc. Bẹp thai long nha các bạn. Mở hàng con đầu tiên luôn các bạn ơi. Sớm sớm giờ bắn bi hết con dạt à. Quay em. Nhảy trời, nhảy trời. Đó, cái bẹp bẹp này rất là mềm nha các bạn. Ok. Đây. Các bạn có cần mua thun bi hoặc là ná gì các bạn cứ liên hệ qua số điện thoại bên góc bên, mình để bên trái màn hình này nha các bạn. Rồi, ok, tiếp tục các bạn ơi. Dạ, con nào con nấy rất là to luôn các bạn ơi, nhìn lên mà hết hồn luôn. Nó nhảy xuống nó chạy. Nó nhảy xuống nó chạy đó. Đừng chạy. Để em đi đẳng đi. Rồi đó. Hỏi bắn vô của mình đi. Rồi. Xong rồi đó. Xử luôn nha. Xử luôn. Rồi. Xong. Qua 2 mét tao Đạt ơi. Vậy. Cái đường này rộng không à, đi từ từ mới được. Nó chọt một cái. Té đó bộ. Té chạy đó. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy đâu với Đạt? Hả? Nó bay vô nữa. Trời ơi, giật bông. Trời ơi các bạn ơi, mình bắn ôm bi 3 con luôn, quá trời tiếc luôn các bạn.
quá bự rồi. Okay. Đó nè, ok các bạn ơi. Chập bá luôn em ơi. Ok. Rồi được cái. Thôi nó luôn cái mỏ, nó cái mỏ nó kìa bạn ngậu. Ok, tiếp tục các bạn. Dài cái này dài quá nhiều các bạn ơi. Ôi bắn lết lở là xa quá. Xong rồi các bạn. Trời ơi, thằng nó đi trời. Trời ơi. Đi trời. Đó khai đi. Ai xong luôn các bạn ơi. Trời ơi gai quá gai các bạn. Đây các bạn. Ơi. Nó chạy. Nằm các bạn. Trời ơi trời. Các bạn. Trời ơi giặt. Giặt bông ở đây rất là bự luôn nè các bạn. Nè. F1 các bạn. Sao bao nhiêu con zombie các bạn ơi, 5 con zombie mới được con ít là nó nặng hết thế các bạn. Vậy mà nó đậu trong kẹt mà mình bắn mà thì gì mà chúng mình nó chết ta. Vẹt nó đảo vòng 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 lại các bạn. Để mình với bạn Đạt ngầu gình thứ ơi. Ơi 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 hết hồn. Tiếp tục các bạn ơi, đừng con cũng an ủi à. Sớm giờ zombie quá nhiều. Xong các bạn ơi, xong rồi, xong rồi. Té xong rồi các bạn. Ra rồi, ra rồi. Nó còn bay. Giặt này nó còn quay được nha các bạn. Nó còn quay được. Đây nè. Nó còn bãi được. Dây. Nó còn bãi được, bởi vậy thà bắt con nào cho bắt con một. Để nó không bắn rồi té nó bay lên lợi ổn lắm. Nó còn bãi được. Nãy bắn vô ngực mà. Nãy bắn vô ngực. Chạy ra đây gặp con giặc gấp quá bắn luôn nè. Bắn hộc luôn.
rất là quấn rất mạnh vậy. Không nãy bắn vô cái ngực cái đâu ơi, cái ngực kìa, nhìn cái ngực nè, nè quấy ngực thôi, đừng đứng gỡ trời kìa, quấy ngực thôi ít là các bạn ơi, con heo con này bị ông đánh hay gì vậy bạn ơi, ông đánh sưng nè. Đây các bạn, đây một ông đánh sưng mình rồi. Tiếp tục hạ hàng khủng nha các bạn, chạy lên đây nè, nó đậu trên đây con nữa nè, mà bắn gấp quá bắn hụt luôn, bắn bò vô đầu nó hay vậy. Nãy mới bắn bò vô cái đầu đó, sợ nó bay đó. Ông coi cái cánh này, nó đâu có gãy cái cánh đâu, nó còn bay được nậu ơi, thấy không? Bởi vậy bắn luôn. Cái ngực gì như cái banh trời. Cái ngực con này bự thiệt ơi, con này mằn ra chắc như y gan con heo luôn á, giạt heo nha các bạn. Đó, ok các bạn ơi, tiếp tục ngầu canh tiếp. Đây nè các bạn, cái con mới thì mình bắn nó lọt cái hầm nè, mình bắn ngay cái cổ mà nó còn ngước ngước cái đầu nè, thấy không các bạn? Con này bây giờ mà thả ra là nó bay tiếp nè các bạn. Đó, con này hồi nãy mà mình bắt bòi hột nhiều quá là nó có sức, là nó bơi chút xíu là nó phải là nó bay lên luôn. Đó. Rồi đi ra các bạn ơi, đi ra mình với Mr. Đạt đi kiếm chỗ nào mua nước ngọt đồ uống nghỉ ngơi xíu các bạn, quá mệt các bạn. Đớ cụ cầm đó. Nó đưa ngực đó sao không bắn? Nó này bắn con cụ cầm đây. Dạ. Dạ. Cụ cầm đó. Bắn đây. Lấm. Lấm. Rồi xong. Con này luôn nè. Đứa con nào? Cái đồ đằng đó. Đó vô cái cây chà. Sao lắm? Cụ bành cây luôn. Cơm nó ngói à? Cơm hay ngói gì không biết, nó bự lắm. Đập nó xuống. Đập nó xuống. Đập nó xuống. Anh em. Đây các bạn ơi. Ok, tiếp tục nha các bạn. Quá nắng rồi các bạn. Chạy đi. Để nhìn thấy không? Đó, cây chuối, tàu chuối nè, nè nè. Một viên nữa rồi. Rồi, bởi cái đầu. Đấy rồi. Xong. Chết rồi. Mấy cái đầu sao lụm chà. Thấy nó chưa? Thấy đó, đó. Đứng nhìn đi. Không đi qua lụm là cậu. Nó ấy. Ngay cổ à. Anh Út ơi. Chết bẹp nghe các bạn. F1 các bạn ơi. F1 ở đây đi dân nắng quá, dân nắng rồi các bạn. Giờ chưa lại mặc y gan bao công gì. Vậy. Cả đi chưa nắng rồi, mát. Thật sự bữa nay rất nắng luôn nha các bạn. Xem ra mũi của các bạn ơi. Coi khi nào mà lượm băng đạt thì là lượm xong rồi mình sẽ quay tiếp cho anh em xem nha. Ai chờ rút cái gầu ác trời. Bạn Đạt lụm không được nha các bạn. Để mình đi qua mình lụm nha các bạn. Mình mặc cùng cục. Gì mà nhảy gì không nào? Nhảy chắc lỗi. Bay dưới kinh luôn. Bay xong luôn, bay xong luôn. Trời ơi trời. Chết anh lúc rồi lọt cái kinh luôn các bạn ơi.
đâu rồi? Ôi, quá khổ. Trời, phóng cái lội nước nữa. Đây các bạn. Thôi, tiếp tục nha các bạn, quá mệt các bạn ơi. Đây nó động à. À thấy à, rồi nhìn biết à. Thì bò ra đó, cái đứng đó nữa. Em phải đợi nè, phải đợi nè. Đừng bò. Đừng bắn kệ. Giờ mình nhìn cái đó. Cái đầu vô bắn được không? Được. Được. Đây. Cọng cọc nha các bạn. Giờ mình lên đẳng mình tiếp cận mấy con cọng cọc đó nha. Nó lội dưới hầm đâu cũng 7-8 con vậy đó các bạn. Ủa nãy thấy nó lặn ở đây mà. Ừ thì nó lặn đó, lúc đầu đây nè. Sao kỳ vậy? Tưởng là tôi thấy anh lội vô rồi tôi. Trời té không chết trời. Thất bại rồi các bạn ơi. Ừ. Quá mệt rồi. Canh nó lặn cái mình với bạn Đạt chạy riết là các bạn. Mà bắn thất bại rồi các bạn ơi. Có bạn Đạt bắn ở đây và vòng ở đây hoài bắn hạ được hoài các bạn. Đạt liên lần hạ được 2 con 3 con cọng cọc á, ở đậu sắc mé gì đó. Mình thì mình quay, mình kiếm cái góc quay nào đó bắn cho các bạn xem cho nó rõ cho nó hay, nhưng mà thất bại à. Rồi lên xuống té không chết. Rồi chạy đi đi kiếm con khác bắn nha các bạn. Rồi ok, mình xin chào tất cả anh em nha. Thì bây giờ mình với bạn Đạt chắc cũng tạm ngưng cái video tại đây luôn anh em ơi, cho ngày nay đi săn nắng rất là dữ luôn. Hai anh em ai cũng mệt hết trơn á. Thì thành quả của mình với bạn Đạt hôm nay đi săn được nhiêu nè anh em. Đây. Được 3 chú giạc nha anh em, rất là to luôn. Con nào cũng nấy như con heo vậy đó. Với 2 bìm bẹp với 1 chú cua ngói. Đó. Rất là dữ nha anh em. Bây giờ cũng 1 giờ mấy 2 giờ anh em ơi. Đây, thì ná F1 bên mình đây. Dài 12 ly nha anh em, chạc 7.7. Chiều dài 11. Đó, kẹp cải tiến cho anh em luôn. Chặt phát nha anh em. Khẩu thun hôm nay của mình đi săn là 13, 19, 135 nha. Da đen nè, da lỗ nè. Anh em mua thun bi bên mình là mình cột da này cho anh em hết. Đó. 7 cái F1 này thì bên mình là có giá 750 nha anh em. Đó là chưa kèm ốc titan nha. Còn anh em có mua kèm ốc titan là 800. Đó. Ok, thì anh em có cần mua thun bi ná gì đấy thì anh em cứ liên hệ qua số điện thoại bên góc bên trái màn hình của mình nha anh em. Rồi ok, thì bây giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn anh em ơi. Rồi chúc anh em xem video vui vẻ nha. Rồi.